ơi, sao bên kia lấy anh cái điều khiển hòa vậy? Cái điều khiển ở bên phòng của Gen TV à? Đó. Bảo đang cho hai điều khiển hòa thôi bạn. Vâng, ấy đang lấy cái điều khiển này. Bắt được mà em. Yes. Yes. Start the game already. Hai cá thà. Đúng bạn, con cũng bình thường thôi, nói chung là hai bên quân đều không đẹp quá trận đấu này. Phô và hít cân nhau, còn lại là ba vị trí chém bên mình. Ta có một Minoan nữa. Min, Katha, Katha và Phô. Chim sẻ cả Barbie. Phương Nam cầm Greg. U98 cầm Sam. Cái tì của Mạnh Hào. Tí bái về báo về là bài rất ổn trận đấu này. Chuyển qua máy của hiệp thủ Hoàng Mai Nhi cầm Minoan. À bên kia anh cùng với cả bên kia bạn đưa hết cho nó mà. Đưa hết cho bên cái TV cho nó cứ điều khiển nào nó bấm thử bấm. Vâng, 3.000 anh em theo dõi thời điểm này, rất mong mọi người hãy cùng chung tay góp sức like và chia sẻ bằng một cú click để tiếp thêm sức mạnh cho các cầu thủ chúng ta vượt qua kèo đấu này khi mà chúng ta thua 0-2 về C. Xuân Thứ đây, bài đấu cầm Katha. Đây có hai chiến tử với gió rất khéo, rất may là không chết dân. Bảo mình như vậy sẽ đánh cung bài này thôi. Với thế nhà cũng đang khá là khung. All right.
Bài tí bài rất đẹp rồi. Xem nhà chém xem. Nhất và game thủ Xuân Thường sẽ chém ông này. Bài kích đời hơi muộn của những nhà chém chúng ta. Chúng ta sẽ chém yếu cho ông này, nhưng phụ thuộc vào những anh cung nữa. Hy vọng rằng là cung của chúng ta sẽ có thể phủ bản đồ sớm được, khi mà phô và min đều được ở trong cánh. Báo về đó định vào nhà tí luôn mà chưa thấy gì cả. Đây là game thủ Xuân Thứ vẫn đang chém thủ. Hòa Nhi đang bị đội bạn chiếm thẳng ở nhà luôn. Màu 6 đang muốn chảy vào đây. Thứ sẽ cho một vài con lạc đà để kê nhà cho Hòa Mai Nhi. Đã chém kìa Thứ kìa. Rất may là có Thứ đã vứt lạc đà sẵn đây rồi. Thứ đang quấy cho một nam chim sẻ, người cầm Babylon. Thứ như sẻ đánh cung. Ở giữa hai nhà Thứ ơi. Có năm đẩy quân luôn. Đi dương Nga hay gì đây? Bạn nhất đang đi được nhà cái thủ 18. Cũng đang đi được cung rồi bạn. Cung ti bài khá xấu. Cho cái nhà tí cầm phô đang rất khung và đẹp. Hầu như nếu bị giặt nhà vẫn có thể sang nhà tí để đóng Nga hay là sống với nhà tí luôn, nếu cảm thấy cần thiết. Như tham vẫn đang là 37. Vâng, nở qua dần ra là thôi đứa nhà thoải mái. Bởi vì Thứ vẫn đang có tham lai.
Màu năm đang dí một tuần to. Ở nhà của Hoàng Mai Nhi luôn cần phải có lắc đà của thứ đã. Từ từ đứng bảo cây ruộng loại đã, sau đó chúng ta đợi Hoàng Nhi lên tham khoảng tầm 50 là thứ có thể đi quân được. Lúc đấy Hoàng Nhi đã nở qua rất đông rồi. Mô bảy đang dí với nhà của tí. Lúc này thì mô bảy đang muốn quấy nhà tí khi mà tí đây tấn quân. Rồi, à, đè quá rồi. Tỷ số là 0-1 ở trong set đấu thứ 3.